Mến chào các bạn, chúc các bạn ngày mới nhiều niềm vui và thành công. Chân thành cảm ơn các bạn đã và luôn ủng hộ cho kênh Nhớ Về Miền Quê. Các bạn thân mến, chắc các bạn rất ngạc nhiên và lấy làm lạ vì sao lại có quà tặng cho quý ông trong ngày 8 tháng 3, thường là chỉ có quà tặng cho phụ nữ. Thật ra nói quà tặng nhưng dưới đây là một câu chuyện hậu hôn nhân chuyển đến cho quý ông để làm sao giữ được hạnh phúc gia đình, luôn hâm nóng giữ lửa cho cuộc hôn nhân của gia đình mình. Và đây cũng là món quà gián tiếp tặng đến cho quý vị phụ nữ, những người vợ trong gia đình. Bây giờ mình mời các bạn nghe câu chuyện để giữ hạnh phúc gia đình trong ngày 8 tháng 3. Cảm ơn các bạn đã nghe đọc truyện. Chồng của bạn tôi là một tài xế taxi, cả ngày lăn lộn ngoài mặt đường kiếm sống. Mỗi khi về đến nhà là mệt không nói ra hơi. Thế nhưng cô bạn tôi thì cả ngày không được nhìn thấy mặt chồng, chỉ chờ anh ấy về đến nhà là cứ quấn lấy, nói không chịu ngưng, khiến anh chồng cứ phải miễn cưỡng đáp lại vài câu. Lâu dần, cô ấy cảm thấy bực bội, nấu cơm, dọn nhà hay làm bất kể chuyện gì cũng không thèm để ý đến chồng. Rồi tính cách cô ấy cũng trở nên khó chịu hay tức giận hơn. Cô ấy bắt đầu làm những việc khó hiểu, giống như cái cách mà cô đang cố tình chứng minh cho chồng thấy mình đang có cảm giác như thế nào vậy. Cô ấy dùng đồ xong không đặt vào vị trí ban đầu. Anh chồng đi làm về cũng không còn chạy ra xếp dài chồng lên kệ giống như mọi khi, thi thoảng còn hút vài điếu thuốc nữa. Chỉ vì một số việc vặt vãnh mà nổi giận với anh. Những tháng ngày như vậy khiến anh ngày càng buồn bực, thậm chí có một chút cảm giác đau khổ. Anh thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngày ngày vẫn sống chết ngoài đường, không phải chỉ vì cuộc sống gia đình được hạnh phúc sao? Tại sao cô ấy không hề có một chút thông cảm cho anh vậy? Một hôm, trong giờ nghỉ trưa, anh ngồi nói chuyện với cùng một đồng nghiệp về cuộc sống sau hôn nhân. Anh kia vỗ vai anh nói: "Người anh em, sau này đi làm về, dù cho là mệt đến đâu cũng phải lấy lại tinh thần, nói chuyện với vợ vài câu, không cần nhiều, 10 phút là đủ rồi." Anh băn khoăn: "Thế này có tác dụng chứ?" Đến tối, tan ca về nhà, mặc dù rất mệt nhưng anh vẫn tươi cười: "Bà xã, anh về rồi." Cô ấy từ trong bếp ngó đầu ra, lạnh nhạt nói một câu: "Về rồi ạ." Anh thay quần áo xong, không ngồi chiếm chệ trên sofa xem phim như mọi hôm, mà chạy ngay vào bếp. "Bà xã, em mệt không? Để anh." Cô thấy thái độ của anh có chút kỳ lạ, nhưng vẫn không hỏi gì. Tuy câu trước cứ quát anh đi ra, nhưng câu sau lại bảo anh nhớ rửa rau cho thật sạch. Bữa cơm hôm đó tuy mệt mỏi, nhưng anh đã thật sự cảm nhận được niềm hạnh phúc mà gia đình mang lại. Có một cảm giác bình yên như hồi còn bé. Ăn cơm xong, cô chuẩn bị dọn dẹp bát đũa thì anh chồng đứng dậy nói: "Để anh, để anh." "Thôi, anh nghỉ đi, mệt cả ngày rồi, em tự làm được." Cô vừa bê bát vào vừa nở một nụ cười mãn nguyện. Đã lâu rồi cô không được cười như vậy, và cũng lâu lắm rồi mới có lại không khí hạnh phúc như trước kia. Kể từ hôm đó, mỗi ngày anh chồng đều dành 10 phút sau khi về nhà để quan tâm hỏi han vợ. Chỉ 10 phút ngắn ngủi nhưng cũng đủ để níu kéo một mối quan hệ vợ chồng đang đứng trên bờ vực tan vỡ. 10 phút ngắn ngủi nhưng cũng đủ để sưởi ấm trái tim đang dần đóng băng của người vợ. Và cũng 10 phút ấy đã biến tất cả những mỏi mệt của người chồng thành tiếng cười hạnh phúc. Khi còn đang đi làm, có thể bạn sẽ bị cảm xúc chi phối rất nhiều. Đi làm cả ngày mệt mỏi, về đến nhà chỉ muốn được nằm dài trên ghế nghỉ ngơi, không bị ai làm phiền. Thế nhưng sau này, nghỉ hưu rồi, bạn mới nhận ra cái gì mới là thật sự hạnh phúc. Lúc đó, bạn sẽ hối hận rằng tại sao trước đây không vui vẻ nói chuyện với cô ấy một chút, giúp đỡ cô ấy một chút, thì bây giờ không phải cô đơn như vậy. Phụ nữ đôi khi đơn giản lắm, họ chỉ cần một người đàn ông có thể cười nói, yêu thương, dịu dàng với họ,
thì bao mệt mỏi họ đều tự nguyện gánh vác hết. Bạn hãy luôn nhớ kỹ vai trò của bạn ở trong nhà không ai có thể thay thế. Chỉ cần dành 10 phút sau khi đi làm về nói chuyện với vợ, quan tâm cô ấy thì ngọn lửa trong gia đình sẽ không bao giờ nguội tắt. Đến đây xin chấm dứt câu chuyện. Các bạn thân mến, mặc dù người đàn ông là trụ cột ở gia đình, nhưng để cho gia đình hạnh phúc cũng cần đến bàn tay, tấm lòng của người vợ. Qua câu chuyện này, quý vị phụ nữ cũng có thể áp dụng mỗi ngày 10 phút quan tâm đến phu quân của mình, ông chồng của mình để tiếp tục hâm nóng giữ lửa cho cuộc hôn nhân của gia đình, hạnh phúc gia đình bền vững lâu dài. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin hẹn gặp lại các bạn ở video lần tới. Xin tạm biệt.